Mỹ công bố cáo buộc về âm mưu ám sát ông Trump của Iran Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo buộc liên quan âm mưu ám sát ông Trump của Iran, nói rằng nỗ lực bị chặn trước thềm bầu cử Tổng thống. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8 tháng 11 công bố các cáo buộc nhằm vào Fahad Sekhari, 51 tuổi, nói rằng người này hồi tháng 9 được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, giao nhiệm vụ lập kế hoạch ám sát ông Trump. Tài liệu của tòa án cho thấy Sekhari là công dân Afghanistan sinh sống tại Tehran, hiện vẫn ở Iran nhưng không rõ tung tích. Các công tố viên cáo buộc Sekeri nhận nhiệm vụ thực hiện các vụ ám sát nhằm vào công dân Mỹ và Israel trên lãnh thổ Mỹ. Đến ngày 7 tháng 10, Sekeri nhận lệnh chỉ tập trung vào Donald Trump và có một tuần để lên kế hoạch. Nếu không kịp, họ dự định hành động sau khi kết thúc bầu cử Tổng thống Mỹ vì tin rằng ông Trump sẽ thất bại. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Sekeri nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ và bị trục xuất hồi năm 2008 sau 14 năm thụ án tù vì tội trộm cướp. Sekery tận dụng những mối quan hệ xây dựng trong nhà tù Mỹ để giới thiệu người làm việc cho IRGC tại Mỹ, giúp lực lượng này theo dõi và ám sát các mục tiêu. Sekery cùng hai nghi phạm Kalai Rivera và Jonathan Lothold cũng đối mặt cáo buộc lên kế hoạch giết một người gốc Iran có quan điểm phản đối Tehran. Rivera, Lothold đã bị bắt và ra hầu tòa ở New York hôm 7 tháng 11. Giới chức Mỹ không nêu tên người bị nhắm mục tiêu, nhưng truyền thông suy đoán đó là nhà báo gốc Iran Masih Alinejad. Những cáo buộc được công bố hôm nay cho thấy Iran nhắm vào công dân Mỹ, trong đó có cả Tổng thống đắc cử Donald Trump, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, Christopher Wray cho biết. Ông Trump và Iran có quan hệ căng thẳng từ sau vụ tướng Qasem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, bị quân đội Mỹ hạ sát trong đợt không kích ở Iraq hồi tháng 1 năm 2020. Giới lãnh đạo Iran nhiều lần thể hiện quyết tâm trả thù cho tướng Soleimani, trong đó có cả tuyên bố nhắm vào ông Trump. Iran hồi tháng 7 bác bỏ cáo buộc nước này có âm mưu ám sát Donald Trump, khẳng định họ coi ứng viên Cộng hòa là tội phạm nhưng chỉ muốn ông đối mặt với pháp luật, công lý vì cái chết của tướng Soleimani. Ông Trump bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7 và bị thương ở vành tai. Hai tháng sau, các mật vụ bảo vệ ông đã ngăn chặn âm mưu ám sát của nghi phạm Ryan Root bên ngoài sân golf ở bang Florida.